đào tạo lãnh đạo hay đào tạo những kẻ chống phá đất nước. Cảnh giác với bản chất lời kêu gọi đào tạo, huấn luyện của tổ chức phản động lưu vong Ủy ban Cứu Người Vượt Biển. Tổ chức phản động Ủy ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS do Nguyễn Đình Thắng, quốc tịch Mỹ cầm đầu. Tổ chức này đã lôi kéo các đối tượng tù tha có tư tưởng cực đoan chính trị, móc nối với số trong nước để cung cấp thông tin, hình ảnh, vu cáo, xuyên tạc tình hình tôn giáo, dân tộc, nhân quyền Việt Nam và vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nghị sĩ Mỹ thiếu thiện chí, tổ chức điều trần, hội luận, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, từ đó tạo cớ để vận động chính giới Mỹ và các nước phương Tây gây sức ép, can thiệp với Việt Nam. Từ năm 2016 đến nay, chúng đã huấn luyện hàng trăm cuộc cho số chống đối trong nước, số cơ hội chính trị bất mãn tạo ra hàng chục các báo cáo, xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo, nhân quyền sai lệch tại Việt Nam, gửi cho các tổ chức nhân quyền quốc tế, báo cáo viên Liên Hợp Quốc nhằm tranh thủ các chính trị gia phương Tây có quan điểm chống nhà nước Việt Nam để gây sức ép với chính quyền Mỹ đưa Việt Nam quay trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, CPC. Chúng đã cấu kết lập các chiến dịch như chiến dịch Cồn Dầu tại Đà Nẵng năm 2010, chiến dịch Cứu Đông Yên tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh năm 2016 với hàng chục đối tượng cực đoan chống đối trong và ngoài nước. BPSOS đã yểm trợ tài chính, huấn luyện, đào tạo phương thức chống phá bất bạo động và công khai gây phức tạp an ninh trật tự. Đối tượng Nguyễn Đình Thắng và đồng bọn đã xây dựng các kế hoạch hoạt động với mưu đồ chuyển hóa nền dân chủ Việt Nam theo mô hình phương Tây. Chúng đề ra mục tiêu sẽ lôi kéo tập hợp lực lượng trong nước hình thành khoảng 1.000 cộng đồng, thực chất là các hội nhóm xã hội dân sự, với đa dạng các thành phần, các dân tộc, tôn giáo, công nhân, công chức, tri thức, tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam nhằm chuyển hóa thể chế chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, BPSOS cấu kết chặt chẽ với tổ chức khủng bố Việt Tân do Đỗ Hoàng Điềm cầm đầu, cung cấp tài chính cho số đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam để thực hiện các hoạt động chống phá trong nước, cấu kết với Quỹ Người Thượng do Sokok cầm đầu cùng đối tượng Yquing Brock đang lưu vong tại Thái Lan để kích động đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vượt biên sang Campuchia xin tị nạn tại Mỹ. Chúng vẫn âm mưu thành lập cái gọi là nhà nước đề ga để lừa gạt đồng bào gốc Tây Nguyên ở Mỹ biểu tình chống Việt Nam, lôi kéo số họ tham gia các cuộc hội thảo do BPSOS và Việt Tân tổ chức để tập huấn cách thức đấu tranh bất bạo động. Ngoài ra, chúng còn tổ chức gây quỹ nhằm bảo trợ cho một số luật sư sang Thái Lan hỗ trợ số người Việt vượt biên trái phép, lập hồ sơ tị nạn chính trị theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc để tránh bị cơ quan chức năng Thái Lan trục xuất. BPSOS cũng luôn tìm mọi cách móc nối với số chống đối, cực đoan tôn giáo trong nước để đưa ra nước ngoài hoặc lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, đào tạo online nhằm mục đích huấn luyện cho các đối tượng thu thập tài liệu, xuyên tạc tình hình dân tộc, tôn giáo, nhân quyền Việt Nam, gửi báo cáo lên các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Núp bóng danh nghĩa một tổ chức phi chính phủ hoạt động với mục đích từ thiện trợ giúp người tị nạn. Song thực chất, BPSOS là một tổ chức phản động lưu vong luôn tìm cách phá hoại sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Lợi dụng danh nghĩa hoạt động nhân đạo, chống buôn người, bảo vệ người tị nạn, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các nhóm người Việt lao động bất hợp pháp, ngư dân đánh bắt cá trái phép, bị bắt tại một số nước Đông Nam Á để tìm chọn, đào tạo đội ngũ cốt cán đưa về nước hoạt động chống phá, đồng thời thành lập trung tâm phối hợp tại Thái Lan nhằm liên kết lực lượng dân chủ khu vực ASEAN. Hoạt động chống phá ta hỗ trợ Việt Kiều thuộc thế hệ thứ 2 và thứ 3, hỗ trợ số đối tượng vượt biên sang Mỹ, Canada, móc nối tuyển lựa số này tham gia các hoạt động chống phá Việt Nam. Tham vọng của Nguyễn Đình Thắng và các tổ chức do y cầm đầu đã bị cộng đồng người Việt ở nước ngoài từng bước vạch trần. Họ biết Nguyễn Đình Thắng cùng một số tay chân như Yquing Brock lợi dụng các hoạt động dưới danh nghĩa hỗ trợ cộng đồng để trục lợi cá nhân. Họ hiểu mục tiêu của y không phải vì lợi ích của cộng đồng mà cốt tạo tiếng tăm, từ đó dễ bề kiếm tiền. Hành động của Nguyễn Đình Thắng cùng tổ chức BPSOS rất đáng lên án.